Đây là hình ảnh phóng viên Dân Việt vừa mới ghi nhận tại vườn hoa trên đường Yên Phụ, đối diện chợ Long Biên. Một sới bạc công khai ngay giữa ban ngày. Già, trẻ, gái, trai, đủ cả. Từ bà bán hàng nước đến anh xe ôm cũng ham mê trò đỏ đen. Bắt đầu từ 1 giờ chiều, tất cả bỏ làm để tụ tập, sát phạt nhau đến tối. Những người này đang đánh tá lả ăn tiền. Tiếng cãi cọ, chửi bới náo loạn cả một góc phố. Tiếp cận người chơi này, chúng tôi mới ngã ngửa. Đây là một người vô gia cư. Ông này đã 80 tuổi, sống bằng nghề ve chai, tối ngủ dưới gầm cầu Long Biên. Tiền ăn còn chẳng có, thế nhưng vẫn đánh bạc. Chưa đầy 30 phút, đã nướng mất mấy trăm nghìn đồng. Thất thểu ra về, ông cụ lắc đầu ngán ngẩm, không biết tối nay ăn gì. Ông cụ được hay mất? Mất trăm. Mất trăm à? Thế thôi, đụng hết răng này rồi, không để tiền đấy ăn. Mất tiền, buồn quá, ngủ dưới bà. Đi vào nhà, ngủ dưới bà, nhà chỗ chỗ này. Dưới chân cầu á? Ngay chỗ này. Đường Phạm Hùng, đoạn giao với phố Thiên Hiền cũng đang hình thành một sới bạc của cánh xe ôm. Thời điểm xe ôm ít khách, giữa trưa nắng và đầu giờ chiều là lúc nhộn nhịp nhất, có khi hàng chục người tham gia. Phóng viên tiếp cận sới bạc, cánh xe ôm giới thiệu đang chơi ba cây ăn tiền. Người cầm trương là ông chủ quán nước này. Người này cho biết mỗi lần đặt cược thấp nhất là 20.000, tối đa là 300.000 đồng. Bốc cái đánh bao nhiêu đánh? Đúng rồi. Người ta bốc được gì nhỉ? Thầy thích đánh bao nhiêu ra cửa cứ đánh thoải mái thầy. Trong vai xe ôm công nghệ, phóng viên xin tham gia để thử vận may, nhưng đã có nhiều người tốt bụng thẳng thừng can ngăn. Xe ôm cổ bao đầu chơi giờ đâu thắng thì thắng ăn cái liềm đúng không ạ? Đang định chơi nữa, chơi mày có vài đồng thì chắc hết phải ván. Điểm chung của những sới bạc ven đường là ngang nhiên và công khai. Còn người chơi là dân lao động, bữa đói bữa no, nhưng kiếm được bao nhiêu tiền lại đem nướng hết vào cờ bạc. Những ngày đầu xuân năm mới, nói về sự lười biếng ham chơi của người lao động xưa, các cụ đã lưu truyền bài ca dao: tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè. Thay vì lựa chọn chơi thêm chút nữa, nghỉ thêm vài ngày nữa hay tổ chức đánh bạc để vi phạm pháp luật. Mong rằng năm mới với sự quyết liệt thay đổi để phát triển hơn, người dân sẽ tập trung vào công việc, nỗ lực, cố gắng ngay từ những ngày đầu để mùa xuân thực sự đẹp và mang ý nghĩa vốn có của nó.